Banana. Dạ, thầy. Okay. Đây là hình gì đây? Đó là hình lập phương. Không phải. Ở đây nó gọi là hình hộp chữ nhật, rectangular prism. Và chúng ta học cái hình hộp, cái chữ prism này này là hình hộp. Thì chúng ta nhớ là nó có hai mặt phẳng. Thế nào đây? Đổi nhau. Song song. Song song đúng không? Hai mặt phẳng song song nghĩa là nếu chúng ta kéo dài hai mặt phẳng ra thì chúng ta không thấy nó cắt nhau. Nó phải song song và bằng nhau. Và như vậy khi chúng ta nối lại, chúng ta nối các đỉnh này lại thì chúng ta được cái hình này, nó gọi là hình hộp. Hình hộp. Mà hình hộp này nếu cái mặt phẳng đáy của nó, chúng ta thấy mặt phẳng đáy hay mặt phẳng trên mà nó ở dưới dạng hình chữ nhật, tức là nếu chúng ta nhìn trực diện ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó là hình chữ nhật như vậy. Nếu chúng ta nhìn từ trên đến dưới này thì chúng ta thấy cái bề mặt của nó là hình chữ nhật, nên người ta sẽ gọi là rectangular prism, đúng không Văn An? Nắm được chưa? Đồng ý chưa? Đây cho thầy biết là cái chiều rộng này nó là bao nhiêu? Là 1/3 cm. 1/3 cm, tức nghĩa là nếu chúng ta kéo dài nó ra gấp 3 lần thì cho thầy hỏi cái kích thước này nó là bao nhiêu? Nếu nó gấp 3 lần thì nó là bao nhiêu? cm. Là 1/3, 1/3, 1/3. Tức nghĩa là kích thước của cái này này nó chính là bằng 1 cm. Thầy đang phóng to trên màn hình chứ còn 1 cm chúng ta thấy nó chỉ bằng bề ngang của ngón tay thôi, đúng không? Cỡ bề ngang của cái ngón tay thì nó là 1 cm, thầy phóng to. Vậy thì khi thầy chia làm 3 phần thì chúng ta sẽ thấy một phần chỗ này nó chính là 1/3 cm. Và tương tự như vậy cái chiều chiều dài của nó đấy, nếu thầy kéo dài nó ra, ở đây thầy kéo gấp đôi thì nó là bao nhiêu cm? Thầy mời bạn Lâm Anh. Lâm Anh, Là 1 cm. chúng ta thấy cái đoạn này nó là 1/2 này cm, nếu thầy gấp đôi lên tức là hai đoạn, đúng không? Thì thầy sẽ được chỗ này là 1 cm. Đấy, được chưa? Và tương tự như vậy, chúng ta thấy cái chiều cao, chiều cao chỗ này là bao nhiêu đây? Thầy mời bạn bạn Minh Khôi. Chiều cao đó là bao nhiêu? Dạ, 1/4. 1/4 cm. Vậy thì nếu thầy gấp 4 lần lên thì nó là mấy? 1/4 nhân 4 là bằng 4/16. 1/4 mà nhân 4 thì là nhiêu? 1/4 nhân 4 tức là 1/4 cộng 1/4 cộng 1/4 cộng 1/4 thì là mấy? Là mấy? Là 1 cm thôi. Đúng không? Chúng ta định nghĩa phép toán nhân nó là cái gì? 1/4 nhân 4 tức nghĩa là 1/4 cộng 1/4 cộng 1/4 và cộng 1/4. Vậy là 4 cái 1/4 thì nó có phải là 4/4 không Khôi? Đó. Rồi. Vậy thì 4/4 tức nghĩa là bằng 1 cm. Nắm được chưa? Rồi. Vậy thì nếu thầy gấp 4 lần lên thầy cũng được nó là 1 cm. Đấy. Vậy thì bây giờ các bạn thử xem coi là bây giờ thầy phóng to cái hộp này lên này. Phóng to hộp này lên. Và thầy cũng kéo dài này ra. Kéo dài nó ra. Chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta vẽ dưới dạng không gian đấy thì chúng ta nhìn có vẻ là nó không bằng nhau. Nhưng mà thực tế ra là chúng ta sẽ thấy mỗi một cạnh này nó là 1 cm. 1 cm. Cái này là 1 cm luôn. Được chưa? Và cái chiều cao này chúng ta cũng thấy là 1 cm. Vậy thì mỗi một cạnh 1 cm thì thể tích nó sẽ là bao nhiêu? Mời bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Mỗi một cạnh nó là 1 cm thì cái hình hình hộp chữ nhật bây giờ nó đã trở thành là hình
hình hình lập phương, tức là các cạnh bằng nhau, thì thể tích nó bằng mấy biết không? Bằng mấy? Dạ là cm. 6. Nhân cho chiều dài là 1 6. cm. Nhân cho chiều À cao là 1 cm. Vậy thì chúng ta ra nó là bao nhiêu? 1 x 1 x 1 thì nó là nhiêu? không. Vậy là bằng 1. Bằng 1 cm gì? Cm khối. Đúng rồi. À, vậy là chúng ta thấy cái hình màu hồng này nó là 1 cm khối. Vậy thì nếu mà chúng ta 1 cm mà chúng ta chia làm 3, có phải chúng ta ra được cái này là 1/3, cái cạnh này là 1/2, cái này là 1/2. Bây giờ chúng ta tính cái thể tích của một cái này này thì nó bằng bao nhiêu? Thì tương tự như vậy chúng ta tính bằng cách nào? Tính bằng cách nào thì được? Thể tích của cái hình bé bé này này, thì coi nó hình số 1 đi, thì thể tích V1 nó bằng mấy? Thầy mời bạn Thùy Vân. Thùy Vân, chiều rộng nó bằng Dạ mấy đây? 1/3 cm nhân cho chiều dài nó là mấy đây? 1/2. 1/2 cm. Rồi nhân cho chiều cao là mấy? 1/4 cm. Vậy thì thầy sẽ có cái V1 này là bằng gì? Cm nhân cm, cm thì chúng ta gọi nó là cm gì? Cm khối, được chưa? Được không Vân? Dạ. Rồi, bây Dạ. giờ chúng ta sẽ còn lại là bao nhiêu? Nhân 1/2 1/4. nhân 1/4 thì chúng ta ra thể tích này là nhiêu? Dạ. Nhân 3 phân số này lại là 1/2 nhân 4 là bằng mấy? À, chúng ta ra được 1/24 cm khối. Được chưa? Vậy thì chúng ta so sánh coi là nếu nó là 1 cm khối thì nó sẽ là cái hình màu vàng thầy đồ lại. Tại vì lúc nãy chúng ta thấy cái này là 1 cm khối đúng không? Phỏng vấn. Màu vàng có phải 1 cm khối không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy nó là 1/24 cm khối. Nghĩa là chúng ta chia cái hình này thành bao nhiêu cái hình hộp nhỏ nhỏ này đấy? Bao nhiêu cái? 24. Chính xác. Chúng ta chia nó thành 24 phần thì chúng ta sẽ ra được thể tích của một cái hình này. Rồi, bây giờ thầy sẽ tính vào đây. Thầy thế vào đây. Nó là 1/24. Rồi, 1/24 cm khối. Và bây giờ thầy vẽ lại theo cái cách lúc nãy. Bây giờ thầy vẽ lại nha. Thầy vẽ cái này là một cái hình hộp. Hình hộp này thầy thấy nó là bằng bao nhiêu? Thùy Vân. Hình hộ là bằng Rồi, một 1 cm gì? 1 cm khối. Mỗi cạnh nó là 1 cm. Bây giờ cái cạnh ngang này thầy chia làm mấy đây? Chia làm 3. Tức là chiều rộng chia làm 3, chiều dài chia làm mấy? dạ Bây giờ thầy sẽ nối cái này lại. Thầy vẽ cái đáy. Các bạn thấy thầy vẽ nó đứt cái đáy này. Đấy. Bây giờ thầy sẽ chia ra chỗ này làm 3. 1. Chia làm 3. Rồi cái này thầy chia làm đôi. Thầy chia làm đôi. Rồi bây giờ chiều cao thì chia làm mấy? Thùy Vân. Chia chiều cao chia thành 4. làm 4. Rồi thầy chia làm 4. 4 nha. Bây giờ chiều cao nếu thầy chia làm 4 ấy, thì các bạn sẽ thấy là đây. Vậy là cái này nó chia làm 4 chưa Vân? 4 chưa? Rồi. Các bạn không vẽ bậy vào đấy, để yên cho thầy nha. Rồi, bây giờ thầy cái bề này thầy chia làm đôi, thầy cũng dựng lên làm đôi nè các bạn. Đây, thầy chia làm đôi này.
Thầy chưa làm đôi. Thế bây giờ thầy muốn vẽ cái hộp này, thầy vẽ sao? Cái này là 1/3 này, rồi cái này là 1/2 này, rồi cái chiều cao này là 1/4 này. Rồi, thầy vẽ cái này 1/4, thầy vẽ cái chiều cao này luôn. Rồi thầy nối nó lại. Vậy là các bạn tưởng tượng ra là cái hộp này thầy vừa mới đồ xong, nó chính là 1/20 mấy đây, 1/24 đấy. Bây giờ cái chỗ này là các bạn có thể vẽ nó đứt, bạn nối xuống cái đáy này này, nối xuống cái đáy này đấy. Thì chúng ta thấy là cái phần màu hồng của chúng ta đấy, cái phần màu hồng của chúng ta là 1 cm khối. Bây giờ thầy chia làm 24 thì thầy chia như thế nào? Đầu tiên cái cạnh cạnh này thầy chia làm 3, cạnh này thầy chia làm 2, rồi chiều cao thầy cũng chia làm 4. Vậy thì như vậy là các bạn nhìn một lớp thôi đó thì các bạn thấy là chỗ này là 3 là 2, thì cái mặt này chúng ta được là 6 hộp và chiều cao chúng ta thêm 4 hộp nữa. Vậy thì nó có là 24 hộp chưa? Vâng. Rồi, 3 hộp, 4 hộp. Vậy là thầy có được một lớp là 3 nhân 6, à 3 nhân 2. Tức nghĩa là 6 hộp. Xong rồi thầy nhân chiều cao lên 4 hộp nữa. Như vậy là thầy có 24 hộp. Vậy thì nếu thầy chia như vậy là 1 cm khối này thầy đã chia thành 24 hộp. Và cái thể tích mà người ta tính ấy, thầy cho các bạn hình dung ra được, nó là bằng 1/24 cm khối. Các bạn tắt mic dùm thầy. Rồi, bạn nào hiểu cái thể tích 1/24 cm khối giơ tay thầy xem. Bạn nào hiểu 1/24 cm khối, thầy đã phóng to nó lên nha các bạn. Hiểu 1 cm khối là gì? Và thầy chia nhỏ nó ra làm 3, làm 2, rồi chiều cao làm 4. Và như vậy chúng ta đã có được những cái phần chia là cái hộp này. Thì thầy chia làm 24, thầy sẽ được là thể tích nó là 1/24 của cái 1 cm khối này. Thầy chưa thấy bạn là Bảo Nguyên, Đình Nguyên, Đức Khang và Lam Giang giơ tay thì có thắc mắc chỗ nào? Đức Khang, Lam Giang, Thiên Dũ. Thiên Dũ, Đức Khang chưa thấy phản hồi. Rồi, một khi các bạn đã hình dung ra được 1 cm khối và khi thầy chia nhỏ nó ra thì thầy tính được nó là 1/24 cm khối. Vậy thì cái công thức mà chúng ta đã được học thể tích là bằng gì? Bằng chiều dài nhân chiều rộng là B, tức là A, B, và chiều cao chúng ta nhân ra là H. Thì chúng ta thấy A nhân B chính là cái diện tích đáy và chúng ta nhân cho chiều cao. Thì chúng ta có hai công thức. Một công thức là dài nhân rộng nhân cao. Công thức thứ hai là chúng ta lấy diện tích của mặt đáy, chúng ta nhân chiều cao. Chúng ta cũng ra được thể tích hình hộp này. Và chúng ta vận dụng, chúng ta tính được. Vậy ở đây chúng ta đã có kích thước của ba cạnh đấy. Chúng ta nhân vào, chúng ta cũng biết được 1/24. Nhưng thầy vẫn muốn vẽ ra để các bạn hiểu 1/24 của 1 cm khối là gì. Đấy. Chúng ta hình dung ra được cái này thì chúng ta mới học kỹ được nha các bạn. Rồi thầy qua cái câu kế tiếp. Đây, tương tự như vậy thầy mời bạn Thiên Dũ cho thầy biết thể tích bằng nhau. Tính thể tích hình hộp này bằng gì? Dũ. Mời bạn Dạ. Quang Khải. Bạn Quang Khải Dạ. thể tích bằng gì đấy? Thể tích là bằng Dài 10 đâu? 10 Một phần phần mấy? 3 nhân Thầy nói chiều 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 rộng đâu? Một phần mấy? chiều rộng 1/5. Chấm. Chiều dài là nhiêu? Dạ, chiều dài là 4/5. 4/5. Cái này có phải là diện tích đáy không? Dạ. Nhân cho chiều cao là nhiêu? Dạ, 10/3. Rồi 10/3 chúng ta nhân vào. Rồi bây giờ hai cái này chúng ta nhân lại là mấy đây? 4 phần 25. 5 nhân 5. Chỗ này là 10/3, thầy tách ra là 5 nhân mấy? 5 x 2. À, 5 nhân 2.
Vậy thì thầy đơn giản được số mấy nhỉ? Số mấy? Dạ. Thầy đơn giản được số mấy biết không? À, 25. Trên tử số nó có số 5, dưới mẫu số có số 5 trong phép toán nhân. Thầy đơn giản được không? Dạ được. Được, nó giống như phân số tương đương vậy đó. Vậy là trên tử số chúng ta chỉ còn là số mấy với số mấy? 4 nhân mấy? Dạ 4 4 nhân 2 Là 8. Mẫu số là gì? 5 nhân mấy đây? 5 nhân 3 15 15. Vậy thể tích chúng ta là ra bao nhiêu? 8 phần 15. 8 phần 15 của cm khối, hay còn gọi là của 1 cm khối. Chúng ta cứ hình dung là mỗi cạnh là 1 cm. Vậy thì ba cạnh nó chính là hình lập phương, nó là 1 cm khối. Vậy thì thầy sẽ phải 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 lấy 8 phần 15. Nghĩa là thế nào? Thầy mời bạn Nhật Minh. Nhật Minh, lên tiếng cho thầy xem. Dạ. 8 phần 15 cm khối này tức nghĩa là nếu thầy có một cái thể tích là 1 cm khối thì thầy chia làm bao nhiêu phần và thầy lấy mấy phần? Chia làm mấy? Dạ chia thành 15 phần. Chia làm 15 phần. Đấy 8 phần. 15 phần thì mình chia làm sao? Chia làm sao? Chia làm sao để được 15 phần? Dạ chia Là sao? Bây giờ chúng ta xem chiều cao nó là một được không? Vậy thì cái phần đáy của chúng ta là chia chia thành mấy? Chia thành 5 với 3 được không? Tức là 5 khối và 3 khối được không? Cái này thì chia làm 3 này. được là dạ được Rồi, cái này thì chia làm mấy? Chia làm 5. năm Được chưa? Đấy, bây giờ nếu thầy chia làm 5 thầy cũng có đây 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Vậy thầy nối nó lại này. Thầy chia này ra làm 5. Rồi thầy chia này ra làm 3. Rồi. Vậy thầy có thể đứng cái này lên. Cái này chính là 1 phần 5 đúng không? Đúng không? Dạ. Cái này là 1 phần mấy? Một phần Một ba. à 1/3. 1/3. Rồi chúng ta dựng thẳng đứng này lên. Cái kia chúng ta là một rồi. Rồi thầy dựng thẳng đứng này lên. Thì chúng ta sẽ có cái này. Được chưa? Rồi. Vậy là chúng ta thấy được một cái nó là 1/5, cái 1/3, cái này là chiều cao là một. Vậy thì chúng ta nhân lại thì chúng ta thấy cái này là 1/ mấy? 1/15 không? Dạ. Rồi, 1/15. Mà chúng ta cần lấy bao nhiêu? 8 Dạ. phần 15, vậy là mấy mấy khối như vậy? Mấy khối? Dạ đám. 8 khối. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta lấy thêm 2 khối nữa. Thầy kéo lên đây. Đây, thầy kéo dài ra. Thì có phải thầy lấy bên này là được 3 khối này, được chưa? Rồi bên cạnh thầy cũng lấy thêm 3 khối nữa được không Minh? 3 Dạ. khối nữa. Chúng ta hình dung ra là 3. Rồi bên cạnh là 3. Rồi bên cạnh chúng ta lấy mấy khối biết không? Lấy mấy khối đó là đủ. Lấy 5 khối. Vậy hai cái này là 6 khối rồi. Là 2 khối. 2 khối nữa. Vậy là thầy lấy bên cạnh này là 2 cái thôi, thầy vẽ nha. Một này, rồi thầy kéo dài nó lên đây, thầy kéo dài nó lên đây. Đây, thầy lấy có hai khối màu xanh này thôi là đủ rồi, thấy chưa? Một này, bên cạnh này là một. Bây giờ thầy đồ thêm cái màu vàng bên cạnh này nữa, nó đứng rồi này. Vậy là chúng ta bị khuyết mất cái chỗ này thôi, bị khuyết mất cái này. Vậy là thầy lấy 3 khối ở bên ngoài rồi 3 khối bên cạnh với 2 khối bên cạnh nữa thì thầy sẽ được là 8 phần 15 của 1 cm khối, tức nghĩa là 1 cm khối là cái phần màu hồng.
Vậy thầy thầy chia làm 15 phần, thầy lấy 8 phần thôi thì thầy sẽ được là cái thể tích đó. Được chưa các bạn? Rồi, ai nắm được, đồng ý với ý kiến của bạn Nhật Minh giơ tay hay sao? Ai đồng ý? Chúng ta phải tưởng tượng được 8 phần 15 cm khối là cái gì? Đây, thầy điền vào đây. 8 phần 15. 8 phần 15 cm khối. Còn nếu chúng ta học thuộc công thức rồi đó thì chúng ta cứ thế mà chúng ta tính rẹt rẹt đó mà. Đúng không? Còn cái mà thầy muốn hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu sâu hơn về đó. Rồi thầy mời bạn bạn Lam. Tường Lam đâu? Tường Lam. Dạ dạ đây thầy, đây thầy. Rồi tính thể tích cho thầy xem. Thể tích bằng mấy? Dạ là bằng 5 phần 2 nhân 5 phần 3 nhân 5 phần 4. Ủa sao thầy nghe giọng bạn Tường Lam dạo này sao giống giống bạn giống giống chị như vậy? Phúc Anh vậy? À Tường Lam. Ngày xưa thầy nhớ nghe the thé mà. Dạ nghe con bị bệnh nên không bị vậy. À, vậy là chị nói thay đúng không? Dạ dạ đúng rồi. À, dạ, con nói trong những lời cho chị nói thay. Rồi, thầy nghe giọng là thầy biết bạn nào ngay liền. Rồi, nhân cho mấy nữa? Dạ là nhân cho 5 phần 4. Rồi, vậy là chúng ta tính ra được nó là nhiêu đây? 5 x 5 là 25. 125. 125 phần. 125. Dạ phần. Phần mấy? Phần mấy? 2 x 3. 24 thầy. 24 cm khối. Rồi. 24. Rồi 23. 24 thầy ơi. Con số này nghĩa là sao? Con số này là sao? Thầy mời bạn Thiên Dỗ nè. Thiên Dỗ. Dạ. Cái con số 125 phần 24 nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta chia nó ra thì nó là bao nhiêu? Dạ là giờ mình lấy 125 đây. Chúng ta chia cho 24 thì được mấy? Được 5 không? À được. 5 x 24 thì là nhiêu? 120. Đúng không? Dạ. Vậy chúng ta trừ đi, chúng ta dư 5. Vậy thì cái con số này chính là bằng mấy? Mix number nó là mấy? Chia xong là được mấy đây? 5. 5 1. 5. Dạ. 5 phần bao nhiêu? 24. Và đơn vị nó là cm khối. Vậy thì cho thầy hỏi 5 ở đây là 5 gì? Năm gì đây? 5 cm. À, nó là 5 cm khối. Và bao nhiêu nữa? 5 phần 24 cm khối. Vậy thì nếu mà chúng ta hình dung ra, chúng ta có một cái hình hộp mà cái chuẩn của nó là 1 cm khối. Vậy thì thầy phải lấy mấy hộp này đây? Mấy hộp? 5. Và chúng ta lấy gấp 5 lần. Rồi cộng với cái hộp cuối cùng nó sẽ phải thế nào? Hộp thứ 6 chúng ta phải chia làm mấy? Chia làm mấy? Cái hộp cuối cùng chúng ta phải chia làm mấy thì chúng ta lấy? Chia làm mấy? Chia làm 5 phần 24. Chúng ta chia làm mấy đây? 24. Chúng ta phải chia làm 24. Vậy cái bề này chúng ta phải chia làm 6 này. Rồi cái bề còn lại là chúng ta phải chia làm 4 này. Đúng chưa? Chia làm 4. Vậy thì chúng ta được một cái hình nhỏ nhỏ chỗ này này. Rồi chúng ta dựng lên. Chúng ta dựng lên. Chúng ta dựng cái hình hộp này lên. Đó. Vậy thì cái này nó mới chỉ là 1 phần 20 mấy. 1 phần 5 mấy bạn Thiên Dũ? 1 phần 5 mấy? 2 mấy? 2 24. Tức nghĩa là thầy đã chia cái đáy ra làm 24 phần.
thì thầy lấy cái hình hộp đó thầy dựng lên, cái này là một thôi. Vậy thì cái này có phải là 1/24 chưa? Phải chưa? Rồi, chúng ta nhớ cái hộp này của chúng ta vẽ thầy đồ lại nhé. Thầy đồ kỹ lại. Đây, thầy vẽ cho các bạn cái hộp này. Đây, cái hộp nhỏ nhỏ này. Nó là 1/24. Vậy thì chúng ta phải lấy mấy cái hộp nhỏ? Lấy mấy hộp nhỏ? 24. Lấy 5 cái hộp nhỏ. Thì như vậy chúng ta mới hình dung ra là 5/5/24. Nghĩa là phải là 5 cái cm khối này. Và cái cm khối thứ 6 chúng ta phải chia làm 24 phần. Và chúng ta lấy 5 cái phần nhỏ. Thì như vậy chúng ta ra được cái thể tích khi mà chúng ta chia nhỏ ra. Đấy, vậy chúng ta điền vào đây, chúng ta sẽ được là, chúng ta có thể ghi nó là 125/24 cm khối. Người ta cũng chấp nhận nha các bạn. Còn thầy chia nhỏ nó ra để giúp cho các bạn hình dung ra cái thể tích ở dưới dạng hỗn số này. Đây, bạn nào nắm được cái thể tích dưới dạng hỗn số, giơ tay để xem. Bạn nào nắm được thể tích dưới dạng hỗn số. Cái này là của lớp 5 đấy các bạn. Các bạn phải học hiểu hỗn số của lớp 5. Đây là nhân tiện thầy biết các bạn là có những bạn mới vào chưa vững nên thầy cũng nói rõ để cho các bạn nắm nha. Đó là cách để thầy ôn tập cho những bạn mới đó. Thì thầy phải nhắc thêm cái cũ cho các bạn. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Lam Giang. Này, chúng ta tính nhanh được rồi đó. Lam Giang. Thể tích bằng mấy? Cái nào nhân? Chiều rộng nó là mấy? 3/2. Nhân chiều dài nó là mấy? Chiều dài là 4 cm. Còn chiều cao nó là mấy đấy? Chiều cao là mấy? Chiều cao là 1/2. 1/2. Rồi, chúng ta nhân lại thế là nhiêu? Chúng ta thấy mẫu số là 2 × 2 thì là 4. Tử số nó là 4. Đơn giản hết không? Hết không? Hết không Giang? Chỉ còn lại là 3 gì? Còn lại 3 gì? Còn lại 3 đơn vị tính là cm khối. Rồi chúng ta điền vào đây. Nó là 3 cm khối. Chúng ta lấy 3 cái cạnh đấy chúng ta nhân lại. Nó ra 3 cm khối. Nhiều bạn học thuộc công thức thì chúng ta cứ điền giá trị vào là chúng ta sẽ ra được kết quả ngay. Tuy nhiên thầy muốn cho các bạn hình dung rõ hơn nên thầy chịu khó thầy vẽ cho các bạn. Thì thầy vẽ cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu rõ được bên trong hơn. Rồi bây giờ sang toán đố, thầy mời một bạn khác. Mời bạn Bảo Nguyên này. Bảo Nguyên đâu? Lên tiếng. Dạ. Ở đây chúng ta thấy bạn Cathy này mua cái gì đây? Mua cái gì? Mua cái tủ lạnh. À, mua cái tủ lạnh. Và bây giờ bạn ấy đang chọn giữa cái tủ lạnh gì? Tủ lạnh gì đây? Dạ, tủ lạnh bình thường. Chứ thành tủ lạnh nhỏ và tủ lạnh to. Còn một tủ lạnh kích thước bự. Đấy chưa? Kích thước bự. Thì cô ta chú ý cái tủ lạnh kích thước bự thì như thế nào so với nó gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Vậy là chúng ta thấy là cái gigantic, thầy gọi cái này là G đi. Còn cái regular thầy gọi nó là R đi. Vậy thì cái giá của G thì nó đắt gấp 3 lần cái loại tủ lạnh của R. Đây. Bây giờ chúng ta xem câu hỏi này nó hỏi gì đây? Hỏi gì? Dạ, nó hỏi là cái thể tích G này. Nó to, nó gấp bao nhiêu lần cái bình thường? À, chúng ta xem coi nó gấp bao nhiêu lần so với bình thường. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái giá thành nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái thể tích. Tức nghĩa là thể tích nó càng to
thì giá tiền nó càng rẻ đúng không? Đúng không? Bà Nguyên. Dạ, càng to thì càng đắt chứ thầy. À, đúng rồi. Càng to thì nó càng đắt. Vậy thì từ đó chúng ta suy ra là nếu tiền gấp 3 lần thì thể tích nó sẽ gấp mấy lần? Dạ là 3. Vậy chọn câu nào? Chọn. Chọn câu nào? ABCD. Dạ câu C. Rồi theo ý kiến của bạn là chọn câu C. Bạn thấy tỷ lệ là gấp 3 lần. Rồi theo ý kiến của bạn là gấp 3 lần nhé. Rồi chúng ta xem coi là cái ý kiến đó nó đúng hay không nha. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem. Ở dưới này nó còn có một cái thông tin nữa mà các bạn phải thấy như vậy. Diện tích đáy nó là bao nhiêu? Bảo Nguyên. Thì là 1 mét. À, 1 mét. Thể tích nó là bằng diện tích đáy là 1 mét. Nhân chiều cao là mấy? Thì là 2. Là 2. 2 mét. Đáy là 1 mét vuông. Nhân chiều cao là 2 mét. Vậy thì chúng ta ra thể tích là mấy? Dạ là 2. À, thể tích của nó là 2 mét khối. Rồi chúng ta thấy nó là 2 mét khối. Thầy gọi nó là V1 đi. Còn cái V2 nó bự hơn thì nó là bao nhiêu? Bao nhiêu? Đọc tiếp. Dạ là 2. 2 mét vuông nhân mấy? Nhân cho 5 phần 2. 5 phần 2 mét thì nó ra là bao nhiêu? Dạ là 2.5. 2.5. Hai đơn giản đi, nó gì còn lại là 5 mét khối. Đúng không? Đúng không Bảo Nguyên? Dạ đúng. Rồi. Dạ đúng. Rồi bây giờ chúng ta thấy nó là 2 mét khối với 3 mét khối rồi. Câu B này. À, vậy thì chúng ta xem coi là cái thể tích nó gấp bao nhiêu lần. Ở đây người ta hỏi là cái thể tích nó gấp mấy lần. Vậy thì chúng ta dựa vào thể tích ở dưới này này. Thì chúng ta thấy là xét về thể tích thì nó gấp 2.5 lần. Nếu nó không cho dựa trên cái đơn giá này thì thôi. Còn nếu mà nó chỉ dựa trên cái thông tin này này thì chúng ta tính nó khác nha các bạn. Rồi. Chúng ta thấy nó gấp 2.5 lần. Nên khi mà cái trên nó là 200 đô thì cái gấp 2.5 lần. Thì chúng ta thấy cái giá nó có cái sự dịch chuyển gì đấy. Rồi, ai đồng ý với bạn? Bạn đổi ý là câu B. Ai đồng ý với bạn là câu B giơ tay thầy xem. Bạn nói là thể tích của cái này gấp mấy lần ấy. Vậy là chúng ta thấy là nhiều khi cái giá nó không có tỷ lệ với cái thể tích đâu. Giá nó không có tỷ lệ. Mà ở đây người ta cho sẵn chúng ta cái này rồi thì chúng ta tính ra thôi. Thầy mời bạn. Bạn gì nhỉ? Bạn mời bạn Đức Khang. Đức Khang. Dạ. Ở đây chúng ta thấy là một cái bể cá. Đúng không? Tức là cái bể cá nhỏ. Có một cái bể cá nhỏ. Cho cái ngày sinh nhật. Thì cái bể này người ta gọi nó là hình gì? Dạ hình vuông. Nhưng mà hình vuông mà. Đúng không? Dạ. Và cái hình hộp này người ta cho kích thước như thế nào? Dạ 18.5 cm. Ờ à, một cái là dài. Còn cạnh kia là mấy? Còn 15. 15. Chiều cao là bao nhiêu biết chưa? Dạ 3.885. Nó là cái gì? Chúng ta thấy nó là cm khối thì nó là cái gì? Dạ là cái thể tích phải không? Dạ thể tích. Vậy là chúng ta chưa biết chiều cao nên chúng ta xem chiều cao là gì? Là h. H. Dạ. À, vậy là chúng ta có thể tích là bằng, đọc cho thầy nghe.
Chiều rộng bao nhiêu? 18.5 Rồi, nhân cho 15. Nhân cho 15. Rồi nhân cho chiều cao là mấy? H. À, là h. Và chúng ta biết được là cái thể tích v này nó chính là bằng 385 cm3. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta tìm h đấy? Mình lấy 3885 chia cho 18.5 rồi chia tiếp cho 15. Đúng. Chúng ta lấy 3885. Tại vì chúng ta chia hai vế cho 18.5 này. 18.5. Sau đó chúng ta lại chia tiếp cho 15, tức là cái mẫu số nó là hai con số này nhân với nhau. Rồi chúng ta bấm máy ra nhiều. Dạ. Yeah. Bấm máy ra máy. Giờ thầy bấm giùm nha. 3. Dạ. 8, 8, 5. Chúng ta chia cho 15 trước đi. Thì chúng ta thấy ra là 259. Chúng ta lại chia tiếp cho 18.5. Thì chúng ta ra H được bằng bao nhiêu đấy? 14. Dạ 14. Thế 14 vào đây. Là chúng ta tính ra được chiều cao ngay lập tức liền. Đúng không? Bài toán hỏi chúng ta cái gì? Hỏi chúng ta là cái chiều cao hay còn gọi là cái độ sâu của bể nước. Chúng ta nhìn cái hình hộp á, thì chúng ta gọi cái này. Chúng ta gọi cái này nó là chiều cao, nếu chúng ta xem cái này là đáy. Nó gọi là cái base. Nhưng mà trong cái, nếu chúng ta xem nó là cái mặt hồ nước. Đây là cái mặt hồ. Vậy thì chúng ta sẽ gọi cái này, nó không gọi là chiều cao mà là độ sâu, là deep nha các bạn. Đó, tùy cái cách gọi thôi. Vậy là chúng ta tính ra được cái độ sâu của nó là 14 cm. Rồi thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Bảo Châu. Bảo Châu. Dạ. Yeah. Yeah. Ở đây là bạn Amada và bạn Marie, mỗi người có một cái gì đây? Là một cái hộp có cái hộp bóc bắt. Kia chọn một câu trả lời. Chọn một câu trả lời. Trả lời đấy nó phải thỏa mãn cái gì? Dạ ai cầm nhiều bắp rang hơn. Nhiều bắp rang hơn, tức là chúng ta phải so sánh cái gì đấy? So sánh cái gì? À, có thể tích của mỗi cái hộp mà mỗi bạn thể tích. Vậy thì thể tích của bạn bạn này là mấy đây? Tính ra bao nhiêu? Đọc đi. Dạ. Mấy nhân mấy? Dạ 10. Nhân? Dạ nhân 10. Nhân tiếp cho mấy? Nhân 13.5. Rồi. Bây giờ chúng ta nhân vào biết nhân sao không? Số 10 mà nhân vào đó thì cái dấu chấm này nó dịch qua trái qua phải. Dạ dịch qua phải. Qua phải là 135. Rồi chúng ta nhân thêm 10 tiếp. Nghĩa là 1.350. Chúng ta nhân cho 10 tức là chúng ta có thể thêm 0 vào đằng sau. Cái này là của lớp 5 rồi. Vậy chúng ta ra được V1 là 1350. Rồi chúng ta tính V2 cho thầy xem. Dạ V2 là okay. Dạ 8 x 8 x 20. Nhân 20. Với 8 x 8 là nhiêu? Dạ 64. 64 nhân cho 20 bằng bằng mấy? 2 x 4 là 8. Dạ 100 1000. Thêm 0 vào đây. Vậy là 1280 là của bạn Marie. Vậy thì bạn nào nhiều hơn? Dạ bạn Amanda. Rồi, chúng ta biết được Amada. Và câu kế tiếp là nó nhiều hơn bao nhiêu biết không? Nhiều hơn bao nhiêu? Tính sao? Dạ, lấy 1350 trừ cho 1280. Rồi, 1350. Theo bạn là trừ 1280. Rồi, trừ cho thầy. Dạ, là bằng 70. 15 trừ 8 thì chúng ta còn lại là 7. 70. À, chúng ta ra được 70. Và chúng ta điền vào đây là
nó nhiều hơn, nhiều hơn các khối. Đó, bạn thầy mời bạn Đình Nguyên. Câu cuối Đình Nguyên đâu? Không có đây à? Bây giờ chúng ta xem cái đề bài này kìa. Bây giờ bạn Laura muốn biết cái gì? Laura muốn biết cái mô hình. Muốn thể tích. Thể tích đó. Thể tích. Thể tích của cái gì? Cái vòng này đúng không? Bằng cách là chúng ta thả vào đây. Thì chúng ta thấy là thả vào thì chúng ta thấy cái mực nước nó dâng lên đúng không? Vâng. Nó dâng lên như vậy này. Vậy là chúng ta muốn tính thì chúng ta phải tính thể tích của cái nước mà khi chúng ta chưa bỏ vào. Và tính thể tích của cái V2 là sau khi nước nó dâng lên. Thì chúng ta trừ đi thì chúng ta biết được cái phần mo đó. Phần mo là V2 trừ V1 chính là thể tích của cái gì? Thể tích của cái... nhẫn đúng không? Vòng. Của cái nhẫn cái vòng này. Mà ở đây chúng ta biết kích thước hết chưa? Biết chưa? Biết hết. Được. Đây, nha các bạn. Tương tự như thầy đã hướng dẫn nên thầy qua bài này. Đấy, chúng ta cần tiếp tục sang những cái nội dung khó hơn. Là sau khi chúng ta hình dung rồi, chúng ta học cách gọi là xem các mặt của cái hình hộp này, chúng ta mở nó ra thì nó sẽ ra cái hình nào. Nên nó sẽ gọi là cái nét nha các bạn. Nét. Bây giờ các bạn hình dung thầy, các bạn đứng nhìn hình này. Các bạn nhìn hình này của thầy này. Nhìn đây. Chúng ta tưởng tượng cái hình hộp này chưa? Hình hộp này chưa? Rồi các bạn quan sát cho thầy, một bạn trả lời cho thầy xem. Mời bạn Lâm Anh. Lâm Anh. Yeah. Mặt đáy như vậy thì thầy sẽ vẽ nó là hình gì đấy? Này, hình hộp chữ nhật mà. Thì thầy sẽ vẽ mặt đáy nó là hình gì? Rồi hình chữ nhật. Bây giờ thầy có cái mặt bên hông này. Đó là hình gì? Chữ nhật luôn. Đúng không? Hình chữ nhật. Giờ thầy băng nó ra. Đấy, thầy vẽ màu vàng. Nó nằm bên cạnh được không? Rồi, thầy vẽ nó hình chữ nhật. Màu vàng. Bây giờ các bạn xem coi là nếu mà cái mặt đỉnh này này mà thầy cho nó ăn liền, tức là thầy làm một cái đường cắt tại đây nha các bạn. Thầy lấy kéo thầy cắt tại đây này. Thì cái mặt trên đỉnh nó sẽ ăn theo, nó ăn theo cái mặt bên hông. Thì thầy sẽ có cái mặt trên đỉnh nằm đây. Tại vì khi thầy cắt, thầy lôi nó ra thì nó đi ăn theo mà. Vậy thì mặt thầy gọi cái này là đáy. Đáy. Thầy gọi nó là đỉnh, tức là top. Rồi hai cái mặt bên hông, thầy gọi là mặt side. Tức là mặt bên hông đi. Side. Đó gọi là mặt bên hông đấy. Vậy thì thầy còn mặt nào nữa? Thầy mời bạn Dẫu. Còn mặt nào nữa? À. Mặt nào? Mặt nào chưa vẽ? Mặt đằng trước. Mặt đằng trước và mặt đằng? Đằng sau đúng không? Đằng sau này. Đúng chưa? Thầy đồ cái mặt đằng sau này được không? Được không? Rồi. Vậy thầy... cái mặt đằng sau này thầy coi nó ăn liền ở chỗ này. Nên thầy vẽ cái mặt. Nó gọi là mặt sau. Thầy còn gọi là mặt back đấy. Back hay gọi là mặt sau. Rồi cái mặt đằng trước. Mặt đằng trước. Đây. Nó ăn liền với cái này. Thầy vẽ nó ở đây. Vậy đằng trước và đằng sau nó bằng nhau. Đấy. Vậy thì thầy gọi là mặt gì? Mặt front. Là mặt trước đấy. Front. À, vậy thì chúng ta đếm, chúng ta thấy là 6 mặt thì băn nó ra. Thì chỗ này cũng là 6 mặt nha các bạn. Và thầy vẽ chế một mặt phẳng như vậy. Tức là hình học 2D đấy. Cái này là hình 3D. Bây giờ thầy băn nó ra thành 2D.
Thì các bạn thấy các kiến trúc sư người ta xây nhà hay các kỹ sư xây dựng thì người ta tưởng tượng cái ngôi nhà người ta phải băn ra thành các cái nếp như vậy để chúng ta xây dựng nó mới chính xác. Chúng ta muốn đổ bê tông nó gọi là cái sàn nhà như thế nào, chúng ta phải dựa vào cái nét này. Nó gọi là cái lưới ấy. Thì bây giờ một bạn giúp thầy băn cái hình này thì chúng ta tưởng tượng coi các mặt nó như thế nào và chúng ta băn nó là cái nào nha các bạn. Cho thầy mời bạn Nhật Minh đâu. Dạ yeah. Thôi, mặt đáy nó hình gì? Mặt đáy hình tam giác. Thầy vẽ mặt đáy đây này. Đấy, thầy vẽ mặt đáy được không? Vẽ mặt đáy. Và chúng ta có cái đỉnh nó nằm ở bên trên ấy. Chúng ta đang nhìn từ trên đỉnh nhìn xuống thì chúng ta thấy màu xanh nó là đáy, còn cái màu hồng nó là cái đỉnh. Bây giờ cái đỉnh này thầy nối xuống nha. Thầy nối xuống tất cả những cái đỉnh còn lại. À, vậy thì cho thầy biết là cái này nó có bao nhiêu mặt nhỉ? Mấy mặt? Có dạ, bao nhiêu mặt? Mấy? Dạ, ba mặt. Lúc nãy vừa mới đếm lại cho thầy xem. Mặt đáy là ba mặt. Mặt đáy là một mặt này. Được chưa? Xong rồi thầy có cái mặt bên hông này. Bây giờ thầy đồ vào đây, thầy bắn nó ra, thầy đồ vào đây. Xong bây giờ thầy có cái mặt bên hông này, thầy bắn ra. Thì có phải nó là cái mặt này không? Được chưa? Rồi bây giờ thầy bắn cái mặt còn lại, mặt này. Thầy bắn nó ra như vậy. Đó. Vậy thì cuối cùng nó là cái hình nào? Trả lời cho thầy xem. Nó là hình nào? Dạ là hình C. Hình C. Rồi đấy các bạn thấy nó là hình C. Thầy mời bạn Quang Khải. Quang Khải. Có nghe thầy gọi không? Thầy sẽ báo phụ huynh nhé. Những bạn nào học nghiêm túc không trả lời cho thầy. Tất nhiên là chúng ta đang chơi. Rồi thầy mời bạn Lam Giang. Dạ. Yeah. Đếm cho thầy xem cái nét này nó có bao nhiêu mặt ở đây. Mấy mặt? Mấy? Dạ, yeah, 5 mặt. 5 mặt. 5 mặt. Thì nói về hình chữ nhật là có mấy mặt? Hình chữ nhật có mấy mặt? Dạ. Yeah. 1 2 hình chữ nhật mấy mặt đó? 3 mặt. Bây giờ chúng ta có tam giác là mấy mặt? Tam giác có mấy mặt? Dạ 2 mặt. Bây giờ chúng ta dựa vào đây để chúng ta đi tìm cái hình nào mà chúng ta tưởng tượng ra là thứ nhất nó phải có tổng số mặt là 5 mặt. Và tam giác chỉ là 2 mặt và hình chữ nhật nó là 3 mặt. Rồi xem coi nó là hình nào. Hình nào Giang? Dạ có A. Hình A này, hình A. Bởi vì chúng ta thấy là mặt trước của nó này. Mặt trước của nó là hai hình tam giác. Đấy, mặt trước và mặt sau hai hình tam giác. Và chúng ta thấy cái mặt đáy nó là hình chữ nhật. Mặt đáy nó đây. Xong rồi mặt bên hông nó cũng là hình chữ nhật. Mặt bên hông. Và mặt bên hông này cũng hình chữ nhật nữa. Vậy là chúng ta có 3 mặt hình chữ nhật và 2 tam giác. Còn nếu chúng ta nhìn xuống dưới này, thì chúng ta thấy là ở dưới này có 4 tam giác. Ở trên này 4 tam giác tới 8 tam giác là cũng đúng rồi. Còn cái này là tới bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 6 hình. 6 hình chữ nhật hoặc là 6 hình vuông thì là không đúng. Và chúng ta xét cái này thì chúng ta thấy là 4 hình tam giác. Và không đúng. Vậy thì bạn suy luận ra được, chúng ta tưởng tượng ra được là số hình của nó sẽ phải là câu A. Bạn chọn. Đấy, rất dễ dàng. Thầy mời bạn
Rồi bạn kế tiếp. Quang Khải đâu? Thầy gọi nhiều lần mà không thấy là thầy dạ. Tại sao từ nãy giờ thầy gọi không được? Đi đâu? Mạng lát thôi. Nói trả lời cho thầy. Dạ. Thầy mình làm gì đây? Làm gì? Hình này là người ta hỏi cái hình nét nào được sử dụng để tạo ra cái mô hình trong mỗi cái gì? Trong mỗi cái hình bên trong. Chúng ta tưởng tượng cái hình bên trong nó là hình gì biết không? Nó là cái gì đấy? À, nó là kim tự tháp. Thì chúng ta thấy cái đáy nó là hình gì? Hình vuông. Ờ, nó đã đáy là hình vuông nha. Rồi. Nó chụp từ trên vệ tinh chụp xuống. Và chúng ta thấy cái đỉnh nó nằm ngay giữa. Sau đó nó nối ra ba cái này. Đấy. Thì chúng ta tưởng tượng ra. Chúng ta đang quan sát từ trên đỉnh. Quan sát xuống. Ở đây vẽ cái. Vậy thì nếu chúng ta bắn ra. Thì chúng ta phải có đáy là hình chữ nhật. Và bốn cái hình tam giác bắn ra. Nó là hình nào? Dạ hình A. Hình A. Rồi check nét của nó. Rất dễ luôn. Rồi mời bạn Minh Khôi. Minh Khôi. Dạ. Cháu cần phân tích nhìn vào biết nó là hình nào không? Dạ hình A. À, hình A. Chúng ta thấy là có tới 6 cái mặt hình vuông. Vậy ráp lại thì nó phải là hình lập phương. Bạn chọn câu A. Quá dễ luôn để chúng ta có không cần mất thì giờ với nó nha các bạn. Rồi đó là cái nét. Bây giờ chúng ta học về khái niệm gọi là diện tích bề mặt. Diện tích bề mặt. Một bạn giúp cho thầy coi là cái hình hộp này có bao nhiêu mặt. Thầy mời bạn. Bạn Tường Lam. Hình hộp này có bao nhiêu mặt đây? Bao nhiêu mặt? Dạ, hình hộp này nó có... Dạ, 6 mặt, 6 mặt. Chúng ta thấy đếm xung quanh nó là 4 mặt rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta đếm được cái đỉnh trên cái top với cái bốt trầm 2 mặt nữa là 6 mặt. Vậy là cái hình hộp này chúng ta 6 mặt nếu chúng ta bắn ra được cái này. Đấy, thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tính gì đây? Tính diện tích bề mặt của tất cả các hộp. Của cái hộp này. Tức là chúng ta bắn nó ra cái nét là chúng ta thấy là nó là cái bề mặt ở đây. Vậy là chúng ta thấy nó là 6 cái hình vuông mà giống nhau. Mà chúng ta biết mỗi cạnh của nó bằng 3 nữa. Vậy thì cái diện tích của nó là bằng gì? Diện tích xung quanh nó bằng gì? Bạn Tường Lam? Bằng diện tích một mặt nó là bao nhiêu? Mấy đấy? Diện tích một mặt là mấy? Mấy nhân mấy? Dạ, 9 bằng 3 nhân 3, sau đấy nhân cho 6. Đó, chúng ta thấy nó là tới 6 mặt. Thì chúng ta nhân tiếp cho 6. Thì chúng ta ra bao nhiêu đây? 3 nhân 3 là 9, nhân 6 nữa là? Dạ, bằng 9 nhân 3, 54. 54 cm. Vuông hay cm khối làm nhỉ? Vuông hay khối? Vuông à, nó là diện tích mà. Nó là dạ đúng rồi, cm vuông, cm vuông. Chúng ta nhớ cái này là 3 cm nhân 3 cm thì cái này là 9 cm vuông. Còn số 6 này không có đơn vị bởi vì nó là 6 cái mặt chứ nó không có đơn vị hết, nó là số lượng. Nó là số lượng là 6 mặt làm gì có đơn vị. Nên chúng ta chỉ ra được là 54 cm vuông mà thôi. Nên các bạn đừng nhầm lẫn, thấy nhân 3 số cái là chúng ta ra cm khối là chúng ta sai nha. 54. Thầy mời bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Dạ. Đến với thầy nó có mấy mặt? Dạ nó có 6. 6 mặt đúng không? Đúng không? Dạ, 6. Mặt. Bây giờ chúng ta thấy cái mặt số 1 này với mặt số
một ở dưới này có bằng nhau không? Dạ có. Đó. Mặt số 2 này có bằng nhau không? Dạ có. Đó. Mặt số 3 này có bằng nhau không? Dạ có. Rồi, bây giờ chúng ta tính diện tích xung quanh là chúng ta tính diện tích của các mặt. Bây giờ chúng ta tính cái diện tích của mặt 1, S1. Rồi, chúng ta nhân mấy? Nhân 2. Cộng với diện tích của mặt số mấy? Số 2. Nhân mấy? Bảo, Nguyên. Dạ, nhân cho... Cộng diện tích của mặt số 3, tức là S3 đấy. Là chúng ta nhân mấy? Nhân 2. Rồi tính cho thầy xem. Mặt số 1 là mấy nhân mấy? Dạ, 3 nhân 7 mọi người. À, 3 nhân 7. Rồi chúng ta nhân 2. Cộng với mặt số 2 là mấy? Mặt số 2. Mặt số 2 là mấy? Mặt số 2 cái cạnh này nó có bằng cạnh này không? Có không? Dạ có. Có, vậy thì nó bằng mấy? Dạ, bằng 3. Vậy là 3 nhân mấy đây? Dạ, 3 nhân 2. 3 nhân 2, rồi chúng ta nhân 2 tiếp. Rồi cộng với mặt số 3 là bao nhiêu? Dạ là 2 nhân 7. À, 2 nhân 7, chúng ta thấy là 2 nhân 7. Rồi nhân tiếp cho 2. Rồi nếu mà thấy tính từng cặp này ra này. 21. Cộng cho 6 là 27. 27 cái này là 14 nữa. 27 cộng với 14 nó là nhiêu? Thầy lấy 2 làm thừa số chung được không? Thầy lôi ra ngoài là nhân 2 này. Vậy là đọc cho thầy xem nó là bao nhiêu? 21 cộng với 6 là 27. 27 cộng thêm 14 nữa là nhiêu đây? 4 mấy? Là 41 phải 41. Vậy là 41 nhân 2 thì nó là 80 mấy? Dạ, 82. À, vậy là 82 square unit. 82. Thế mà thôi. Hoàn toàn ra được 82. Rồi, mời bạn Đức Khang. Đức Khang đâu? Dạ. Làm xong bài này chúng ta sẽ ra chơi. Bây giờ tưởng tượng cái này, chúng ta thấy đây là một cái kim tự tháp. Đáy nó là hình gì? Dạ, đáy nó là hình vuông. Hình vuông. Nên chúng ta thấy là cạnh đáy này bằng 5 thì cạnh đáy cũng bằng 5 luôn. Nó là cái đáy. Dạ. Bây giờ cái đỉnh nếu chúng ta phân nó ra thành, chúng ta được 4 mặt ghép xung quanh. Bây giờ chúng ta tìm cái diện tích xung quanh tính sao? Chúng ta dạ xem cái mặt này là mặt số 1. Dạ. Và mặt số 2 nó có bằng nhau không? Dạ bằng. Bằng. Vậy thì tính diện tích xung quanh là chúng ta tính cái S1 là mặt số 1 cộng với mặt số mấy? Dạ mặt số... Số 2 nhân mấy? Gấp mấy lần lên? Dạ 2. Vậy? Mấy cái đây? Mấy mặt? Dạ 4, dạ 4. 4 mặt và chúng ta phải nhân 4. Rồi S1 là bằng gì? Dạ S1 là bằng... diện tích mặt số 1 là bao nhiêu? Cạnh này bằng 5, cạnh này bằng 5 thì nó là bao nhiêu? 25. 5 x 5 là 25. Còn cái mặt mặt số 2 là nhiêu? Dạ mặt số 2 là nó là 5, chiều cao đó là 4. Diện tích tam giác chúng ta đã học là gì? Chiều đấy là 5. 5, chiều cao là mấy? 4. 4 chia mấy? Chia 2. Chia 2, nhớ nha, chia 2. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái tam giác này nó chính là gì? Nó là một nửa của hình chữ nhật này này. Có phải chiều cao này là 4, tức là cạnh này là 4 không? 5 x 4 là 20. 20 chúng ta phải chia làm đôi bởi vì tam giác nó chỉ diện tích bằng một nửa chứ nhà thôi. Nên chúng ta chia đôi. Sau đó chúng ta nhân tiếp là cho mấy cái hình tam giác đây? 4 hình. Dạ 4. Rồi chúng ta tính là mấy này?
này 25 này. Dạ 35. Rồi 2 đơn giản cho 4 thì còn 2. Vậy là 5 nhân 4 là 20. 20 nhân tiếp cho 2 là bao nhiêu? Dạ là 40. 40. Vậy thì diện tích nó là bằng 65. 65. Vậy thì chúng ta ra được cái diện tích xung quanh là bằng 65. Rồi ok các bạn. Rồi tạm thời chúng ta nghỉ giải lao. Ở đây người ta cho chúng ta một cái pyramid là cái kim tự tháp. Thì chúng ta thấy cái pyramid hôm nọ thầy dạy cho các bạn. Pyramid đó là cái gì? Chúng ta có một cái mặt đáy. Bây giờ thầy vẽ cái mặt đáy này. Sau đó thầy lấy một điểm nằm bên ngoài cái mặt đáy này. Mà cái điểm này nó hơi đặc biệt nha các bạn. Đúng là nó là giao nhau giữa hai đường chéo này. Hai đường chéo này. Đấy, giao nhau hai đường chéo này. Và sau đó thầy dựng một đường vuông góc với cái điểm đi qua cái điểm giao này. Thì cái điểm mà nó nằm trên cái đường vuông góc này thì nó gọi là cái kim tự tháp có đáy là hình vuông. Thì nó có một cái đặc điểm đặc biệt mà nhiều bạn phải lưu ý cho thầy. Thứ nhất là tất cả các cạnh bên này nó sẽ phải bằng nhau nha các bạn. Đấy, thầy vẽ bốn cái cạnh bên. Các bạn nhìn như vậy nhưng mà các bạn phải hình dung là bốn cái cạnh bên này nó bằng nhau. Bốn cạnh bên. Chúng ta nhìn kim tự tháp chúng ta hình dung ra là bốn cạnh bên nó đều phải bằng nhau hết. Bởi vì cái đỉnh này nó nằm trên cái đường vuông góc. Nó sẽ dẫn đến là bốn cạnh bên nó bằng nhau. Rồi các bạn phải lưu ý cái việc này trước. Sau đó chúng ta mới trả lời cái biểu thức nào để đại diện cho diện tích xung quanh. Rồi thầy mời bạn Văn An. Văn An lên tiếng. Đây thầy. Rồi. Bây giờ cho thầy biết là cái diện tích xung quanh là bao gồm cái diện tích mặt nào? Mặt nào? Là bốn mặt và một mặt ở phân vuông. À, bốn mặt xung quanh. Thầy xem những cái mặt xung quanh là S1 đi. Vậy là S1 nhân mấy? Nhân 4 thôi. Nhân 4. Cộng với cái mặt đáy là S2. Rồi, chúng ta chỉ nhân 1 thôi. Vì cái S1 nó chính là cái mặt bên hông. Mà chúng ta đã biết được cái gì? Mặt bên hông chúng ta biết được cái gì? Cho thầy biết xem. Cạnh này bằng mấy đây? Bằng 2, cạnh kia cũng bằng 2. Vậy thì cái S1 chúng ta tính làm sao? Nó là tam giác, đúng không? 2 nhân 3 chia 2. 2 nhân 3 là đáy nhân chiều cao, chia mấy? Nhân 2. Chúng ta nhân cho 4 lần. Và chúng ta cộng cái S2 là bao nhiêu? Cộng 2 là 4 thôi. 2 nhân 2. Rồi, 2 nhân 2. Vậy thì chúng ta xem cái biểu thức nào thì là đúng nhỉ? Dạ, biểu thức không? Thế thôi. 4 nhân 3, 4 cộng 3, cộng 3, cộng 3, cộng 3. 2 nhân 3, chúng ta đơn giản chỗ này cho 2 thì chúng ta còn lại là 3 nhân 4. Đấy chưa? Ừ. Rồi chúng ta cộng với là 2 4. Nhân 2. Tức là 4 chỗ này. Ừ. Vậy thì chúng ta thấy cái nào là đúng? Nhà C. Con số 3 cộng cho một con số 4. Vậy thì chúng ta thấy câu C là đúng nha các bạn. Và tính ra thì chúng ta thấy 4 là đúng. Rồi thầy mời bạn Thùy Vân này. Thùy Vân. Tính cái biểu thức mà thể hiện cái diện tích xung quanh nó là thế nào? À, diện tích bề mặt của nó. S là bằng gì? Dạ là mặt đáy sau. Đáy nó là mấy? Dạ đáy là bằng 15 cộng 15 ạ. 53 mặt đáy này. Mà chúng ta thấy mấy mặt giống nhau đây? Hai mặt là chúng ta phải gấp 2 lần lên. Rồi tới lượt mặt bên hông.
Vậy là 6 nhân 6 nhân 2. 3 nhân 2. 3 nhân 2 nhân 2. 2. Rồi còn mặt nào đó? Dạ là mặt đằng trước với đằng sau. À, mặt trước này với mặt đằng sau này. Dạ là 5 nhân 2. 5 nhân 2. 5 nhân 2 nhân 2. 2. Bây giờ chúng ta nhân vào xem. Dạ là 5 nhân 3 là 15 nhân 5. Cộng 2. Cộng với cái này là 6 nhân 2. Rồi cộng cho cái cuối cùng là 10 nhân 10 nhân 2. Điều thức nào đúng? Dạ cô A đúng. Rồi chúng ta thấy là cô A đúng này. 15 cộng 15 tức là 15 nhân 2. 10 cộng 10 tức là 10 nhân 2. 6 cộng 6 là 6 nhân 2. Chỗ này của mình. Vậy bạn chọn câu A là đúng. Câu A là đúng. Thầy mời bạn Lâm Giang. Lâm Giang đâu? Lâm Giang lên tiếng cho thầy xem. Lâm Giang, mời bạn là Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh. Dạ. Rồi. Tính diện tích xung quanh cho thầy xem biểu thức nào là đúng. Này có bao nhiêu mặt? 1, 2, 3, 4, 5, 5 mặt. Chúng ta thấy xung quanh thì là 1 này. Mặt sau này là 2 này. Mặt trước này là 3 này. Bây giờ chúng ta đếm mặt trên đỉnh là 4. Và mặt đáy này nữa là 5. Các bạn thấy là 5 mặt. Chúng ta hình dung ra 5 mặt. Vậy thì diện tích xung quanh của nó bằng gì? Mặt đằng sau nó giống nhau. Phải không? Vậy thì diện tích đó là bao nhiêu? Hai mặt đằng sau thì... là bằng 4 nhân 2. Nhân 2? Nhân mấy lần? 2. 2 lần. Rồi, đấy là mặt đằng sau. Còn mặt đằng trước là bao nhiêu? Là 6 nhân 2. 6 nhân 2. Cộng mặt trên đỉnh là mấy? Là 1 nhân 6 chia 2. Chúng ta có cái đáy của nó là 6. Cạnh đáy này. Cạnh đáy này bằng với cạnh đáy này. Chúng ta thấy bằng 6. Nhân cho chiều cao của nó. Chiều cao đây. Chiều cao ta cho bằng 1. Chúng ta chia 2. Thì chúng ta ra diện tích của cái tam giác trên đỉnh. Và nó bằng với diện tích ở đáy. Chúng ta nhân 2 lần. Rồi đơn giản đi cho thầy là nhiêu đây? 4 nhân 2 là mấy? Là bằng 8. 8 nhân 2 cộng cho 6 nhân 2. 6 nhân 2 cộng cho 6. 6 đơn giản cho 2 thì còn mấy? Là còn 3. Là 3 nhân 3 nhân 2. 2. Cái nào là đúng? Cái nào? Dạ là cái hai con số 8. 3 nhân 2 là 3 nhân 2 đâu? Là hai con số 3. Con chọn ý A. Hai con số 8, hai số 3 và 6 nhân 2 là 12. Vậy là chọn câu A. Chúng ta có câu A là câu trả lời. Đó, chúng ta về phân tích từng mặt giống như thầy đó là các bạn sẽ tính ra. Thầy mời bạn Quang Khải. Quang Khải. Dạ thầy. Rồi, biểu thức nào tính diện tích xung quanh của nó đây? Đây nó là Q, tức là tất cả các cạnh đều bằng mấy? Câu B thầy. Vậy là chúng ta tính diện tích xung quanh bằng cách là chúng ta thấy có 6 mặt, mỗi mặt nó là 4 nhân mấy? Dạ 4 nhân 4. 4, bây giờ 6 mặt là nhân cho mấy? Nhân thêm cho 4.
sáu mặt cơ mà. À nhân sáu. Nhân sáu, vậy nó là câu nào? Câu nào? Câu nào? Nhìn thấy. Dạ thưa thầy. 4 x 4 là nhiêu đây? 4 x 4 là 16, 16 x 6 là câu nào? À. Câu gì? Câu C nhá. Không quá nên thầy à thực luận. Thôi. Chúng ta còn phải kết thúc, chúng ta sang câu khác nữa. Chúng ta không thể chờ lâu được nên chúng ta phải tập trung vào để chúng ta giải quyết cho nó nhanh. Rồi bây giờ chúng ta xem diện tích bề mặt của nó thôi. Bạn Lam Giang đâu, lên tiếng. Đấy rồi, rồi. Lam Giang. Lam Giang. Mời bạn Lam Anh. Lam Anh. Dạ. Yêu cầu tìm cái gì đây? Tất bề mặt của hình hộp chữ nhật này. Tính như này xem. Mặt đáy là mấy? 4 4 x mấy? Cạnh này là 2.5. Thì cạnh này cũng là 2.5. 4 x 2.5. À, chúng ta có 4 nhân 2.5 là chúng ta diện tích của cái đáy. Chúng ta gấp mấy lần? Gấp 2. Rồi, bây giờ mặt bên hông là nhiêu? 2 x 4. À, 2 x 4. Rồi nhân mấy nữa? Nhân 2. Nhân 2. Rồi, còn mặt nào nữa không? Mặt nào nữa? Mặt trước và mặt sau. Mặt trước là nhiêu? 2.5 nhân 2 rồi nhân tiếp cho 2. Rồi tính lại cho thầy là nhiêu? Cái này là mấy đây? 2.5 nhân 4 là mấy? 2.5 nhân 4 là mấy không biết luôn. À, 2.5 mà chúng ta gấp đôi lên thì nó là 5 rồi. Gấp đôi thêm một lần nữa, tức là nhân 4 ấy thì nó bằng 10 nhân 2. Tiếp tục, 2 x 4 là 8 x 2. Cộng với cái này là 5 x 2. Kết quả bằng mấy, biết không? Nó đều có số 2 chung. Nên thầy có thể làm nhanh bằng cách là thầy lấy 10 cộng 8 cộng 5 là nhiêu? 23. Sau đó chúng ta nhân ra 2 sau. Vậy ra bằng mấy? Mấy? Là 46. Rồi thầy tính ra bằng 46. Đấy thì các bạn thấy cái diện tích bề mặt nó chỉ vậy thôi. Lặp đi lặp lại nên các bạn về làm ơn luyện tập giúp thầy nha. Nên thầy không nhắc quá nhiều. Bây giờ chúng ta xem cái bài toán đố này. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta sắp sửa kết thúc được rất là nhiều rồi. Chúng ta học cái này nữa là chúng ta hoàn thành được hình mặt 3D. Mà trong cái đó là chúng ta cần phải về nhà làm bài tập nha. Rồi thầy mời bạn Đình Nguyên. Đình Nguyên lên tiếng. Chúng ta thấy bạn Stephanie đang trang trí cho cái bedroom, đó là cái phòng ngủ đấy. Thì cô ta muốn sơn cái gì đây? Sơn cửa. À, sơn cửa nhưng cần biết cái gì? Cần biết không biết cái diện tích diện tích bề mặt của cánh cửa này để xem có đủ sơn hay không, đúng không? Enough paint là xem có đủ hay không chứ. Đây bây giờ chúng ta phải biết diện tích bề mặt của nó tên sao. Hình hình gì? Cửa này hình gì? Cửa hình hình hộp đấy. Hình hộp chẳng qua là cái chỗ này nó mỏng thôi các bạn. Nó mỏng thôi. Hình như hồi nãy giờ thầy
bạn Bảo Nguyên, chúc nó thầy mời bạn Bảo Nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta thấy một cạnh của nó chỗ nhỏ nhỏ này là 3 cm, tức là độ dày của cánh cửa. Còn chiều cao của nó là 200 cm và chiều rộng của nó chính là bằng 80. Bây giờ chúng ta tính diện tích bề mặt tên sao đây? Diện tích bề mặt bằng gì? Ở đây. Mặt trước mặt sau có bằng nhau không? Đứng lên. Diện tích mặt trước là nhiều. Đinh Nguyên, trả lời nhanh lên, thầy còn qua cái khác nữa. Diện tích mặt trước tính sao? Diện tích mặt trước là 80 nhân mét. Nhân với 200. Thôi, 200. Vậy là mặt trước nó bằng mặt sau nên chúng ta gấp mấy lần? Gấp 2 lần. Gấp 2 lần. Rồi, chúng ta tính cái mặt bên hông cho thầy xem. Mặt bên hông này với mặt bên hông bên này cộng cho bao nhiêu? Thưa thầy là 20 cm nhân với 3 cm, 200 cm, 200 cm, tất cả gấp đôi. Rồi bây giờ chúng ta tính cái mặt nào nữa là đủ? Mặt trên và mặt dưới. Mặt trên và mặt dưới. Đấy, thầy vẽ cho các bạn mặt trên mặt dưới. Nếu chúng ta nối lại thì chúng ta thấy cái cửa chúng ta mặt trên mặt dưới đấy là cộng bao nhiêu? Là bằng 80 nhân 13. Rồi, gấp mấy lần? Gấp 2 lần. Rồi, tính cho thầy. 80 nhân 200 thì nó là mấy? Tính thầy là 1000. 8 nhân 26 thêm 3 số 0 vào đây. 16.000. Còn này? Tính thầy là 600.000. 600 nhân 2. 600 nhân 2. Rồi, cộng tiếp. Cộng với 240. 240. Nhân 2. Nhân 2. Bây giờ chúng ta thấy là nhân 2 là giống nhau hết. Nên thầy sẽ cộng này trước thì nó là bao nhiêu? Thưa thầy là 16.840. 40. Rồi chúng ta gấp 2 lần lên. Và bằng mấy? 2 nhân 0. 2 nhân 4 là 8. 2 nhân 8 là 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 6 là 12, nhớ 1 là 13, viết 3 nhớ 1. 2 nhân 1 2, nhớ 1 nữa là 3. Là 3. Vậy là chúng ta nhẩm ra được là 33.680. Ok, thấy chưa? Vậy là cái bài toán đố này chúng ta tính ra giống như mấy khác thôi. Chúng ta chịu khó chúng ta đọc chữ là chúng ta sẽ biết làm nha các bạn. Đó, bây giờ thầy còn một nội dung nữa mà thầy muốn ôn cho các bạn. Muốn ôn cho các bạn. Thống kê thì chúng ta chưa học đâu. Bây giờ thầy thu nó lại nha. Thầy thu nó lại. Thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã đi được một hành trình khá nhiều. Chúng ta học về cái này rồi. Tỷ lệ, cái này chúng ta cũng học rồi, cái này tỷ lệ phần trăm rồi, cái này rồi, số âm rồi, biến số và biểu thức rồi, hình học mặt phẳng này rồi, hình học 3D rồi. Vậy thì chúng ta còn gì? Chúng ta chỉ còn cái coordinate plane là chúng ta học về tọa độ mở rộng của cái tọa độ hôm nọ chúng ta học của lớp 5, chúng ta mở rộng ra. Thì hôm nay chúng ta học cái này. Rồi hôm sau thầy sẽ dạy về phương trình và bất phương trình chỗ này. Đấy, cái bất phương trình và phương trình chỗ này là cái khó nhất. Thì thầy sẽ để cái này lại. Rồi mai mốt thầy sẽ dạy về cái này sau. Sau khi chúng ta luyện tập rồi, chúng ta có thời gian chúng ta học cái cuối cùng này sau nha các bạn. Vậy thì thầy mong rằng chúng ta học cái nào rồi thì chúng ta cần phải tăng tốc để chúng ta làm bài lên. Các bạn xem coi là kết quả hiện nay lớp 6 của chúng ta hiện nay đang như thế nào. Có một số bạn mới chưa làm gì hết. Ba bạn này. Thì những bạn khác là đã vô học rồi. Ở đây thầy mỗi tháng là học năm ngoái thì ok này. Kỳ Vân là 70 này. Bạn An thì là đã 90 mấy%. Thầy đang sắp xếp chuyển cho bạn An là học vượt lớp sang ngày thứ 5.
học chung với lớp 7 nha. Thì bạn An sắp xếp đi. Rồi những bạn khác như là chúng ta phải cố gắng hơn, chúng ta chăm chỉ. Đúng ra đến giờ này chúng ta phải đạt như bạn Thùy Vân là 70% và tối thiểu mới là đúng. Còn không bạn nào mà xịn ấy, là tới giờ phút này là các bạn phải được 75%. Vậy thì như bạn Thùy Vân như vậy là cũng khá ok rồi nha các bạn. Còn như bạn An thì là siêu ok, bởi vì bạn An tự học những cái nội dung khác thầy chưa dạy, nhưng mà có video thầy đưa cho bạn An tự học và bạn đấy cũng xịn lên được nha các bạn. Vậy thì các bạn chỉ cần chăm thôi. Còn những bạn mà đang còn mới có xấp xỉ 36 với 37 là chúng ta chưa có chăm chỉ, nên chúng ta cố gắng hơn. Thầy thống kê về thời gian ấy, để các bạn xem. Ở đây những bạn nào chăm nhất này, như Thùy Vân, Lâm, Anh, Lam, Giang, những bạn này rất chăm này, Đình Nguyên. Đó, những bạn này làm trên 80 phút là chăm rồi. Còn những bạn khác chưa chăm, chúng ta phải chăm hơn. Bây giờ thầy thống kê trong vòng 30 ngày chẳng hạn, để thầy xem coi là bạn nào lớp này chăm. Đây. Thì thầy cũng thấy là bạn Thùy Vân rất chăm, Lam Giang cũng chăm, Lâm Anh chăm. Chúng ta làm đạt cỡ chừng 320 là đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn thôi. Còn những bạn nào mà được gấp đôi gấp ba là những bạn đấy là rất đáng khen nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta chăm chỉ giúp thầy nhé. Rồi, bây giờ thầy sẽ dạy cho các bạn phần về tọa độ coordinate plan. Rồi chúng ta ôn một tí về điểm ở trên tọa độ. Chúng ta đã học tọa độ là bao gồm có thành phần x và thành phần y. Chúng ta đã rất rành rồi. Bây giờ thầy chỉ mời thôi. Rồi, mời bạn Đình Nguyên cho thầy điểm D có tọa độ là bao nhiêu? Đình Nguyên. Tọa độ này là... Chúng ta xem đây là trục x. Một tọa độ D bao giờ cũng có thành phần x và thành phần y. Thì chúng ta xem coi là nó tương ứng trên thành phần x là tương ứng với số mấy ở trên này? Âm 5. Âm 5. Và nếu chúng ta chiếu chúng ta phần y để chúng ta tìm coi nó trên trục y nó là mấy thì là bao nhiêu? Âm 7. Âm 7. Vậy thì chúng ta chọn câu nào? Chọn câu C. Câu C trừ 5 và âm 7. Ok. Rồi bạn kế tiếp, mời bạn Thiên Dũng. Thiên Dũng. Bây giờ chúng ta muốn vẽ tọa độ 5 và trừ 8 thì đang ở gốc tọa độ là 0, 0 này. Bây giờ thầy sẽ di chuyển qua phải, qua trái để chúng ta được 8. Có vậy? Phải. Mấy đơn vị? Dạ, 8. 8 đơn vị. Rồi, chúng ta tới rồi số 8. Bây giờ làm sao để chúng ta được giá trị y bằng trừ 5 lên hay xuống? Lên xuống 5. Rồi, xuống 5 đơn vị. Rồi, thầy nằm đây. Vậy thì nếu thầy chiếu xuống thầy thấy x là bằng 8 này và y là trừ 5. Rồi chúng ta bấm và ra được. Rồi bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Tọa độ mấy đây Bảo Nguyên? R bằng mấy? Dạ con đây. X bằng mấy đấy? R bằng âm 6, âm 3. Cái gì? Âm 3. Phải đọc cái ít trước. Âm 3, 6 chứ không gì, có nhầm. Âm 3 với âm 6. Rồi, chúng ta được tọa độ của nó. Mời bạn Nhật Minh. Dạ. Đây tọa độ bao nhiêu? Âm 4 và 0. Âm 4 và 0. Mời bạn Bảo Châu. Bảo Châu. Dạ. Trái phải. Thế nào? Tức bằng trừ 1 này. Dạ, âm 1 và 7. Trái phải. Dạ, qua trái. Một đơn vị. Chúng ta thấy âm 1 nằm đây. Còn y bằng 7. Lên đi xuống. Dạ, xuống. 7 mà. Đâu yếu trừ đâu. Dạ, lên. Mấy đơn vị. Dạ, 7 đơn vị. Rồi, chúng ta được chỗ này là x bằng trừ 1, y bằng 7. Những bạn nào mới chúng ta theo dõi. Bạn Minh Khôi. Minh Khôi. Dạ. Từ nãy giờ bỏ đi đâu mà thầy gọi hoài không được.
Đọc cái này, tọa độ M bằng mấy đây? X bằng mấy? X hình như là bằng... M chúng ta chiếu hướng trục X thì nó bằng mấy đây? Trừ 2. Trừ 2 đâu? Thầy chiếu xuống cái trục X. Thầy biết được cái chỗ này là bằng mấy? Bằng 0 chứ. Đây là trừ 1 này. Cô tưởng A là 0 mới đúng. Đây là 1. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nó là X là 0. Còn Y nó là mấy? Điểm máy chiếu trục Y là nằm đây luôn. Là bao nhiêu? Mấy khối? 0 luôn. Chị, mình đang tìm trên cái trục Y mà. Cái điểm này có giá trị tại trục Y là bao nhiêu đây? Trừ 2. Trừ 2 nhá. Mời bạn Quang Khải. Đọc câu C. Hay, câu C là câu D hả? Câu D là X bằng 6 và Y bằng trừ 5. Rồi, các bạn phải vững ngay từ tọa độ điểm nó là cái gì thì chúng ta mới nói chuyện cái khác được. Rồi, cái current này là chúng ta đang nói về cái mặt phẳng tọa độ. Bây giờ chúng ta hình dung ra là một cái hình tọa độ nó chia làm 4 vùng. Thì cái vùng này nó gọi là vùng số 1, gọi là current 1. Dịch chuyển sang bên trái theo ngược chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta sẽ thấy bên này là mặt phẳng số 2. Và dịch xuống đây là mặt phẳng số 3, đây là mặt phẳng số 4. Rồi, bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi xem. Cái điểm E này nó có tọa độ bằng mấy? Rồi mời bạn Lam Anh. E này có tọa độ Y là bao nhiêu? Là 0. Điểm E này có tọa độ Y là bằng bao nhiêu đây? Bằng mấy? Bằng 0. Y bằng 0. Tức nghĩa là nó phải nằm ở cái điểm này. Thì Y nó bằng mấy đây? Bằng mấy? Bằng 0. Bằng 0. Và nếu chúng ta nằm dọc theo cái trục này thì Y có bằng 0 không? Có không? Không. Có. Bất cứ cái điểm nào nằm trên cái đường X này khi chúng ta chiếu xuống trục Y có phải Y nó bằng 0 không? Bạn Lâm Anh? Có. Vậy là chúng ta kết luận là bất cứ cái điểm nào nằm trên cái trục X này đều khiến cho Y nó bằng 0. Bây giờ người ta nói là X thì thế nào? X không phải là 0. Khác không? Tức là chúng ta phải bỏ đi cái điểm nào? Ở góc tọa độ đúng không? Bỏ đi cái điểm này. Thần chú thập. Rồi. Vậy thì người ta hỏi là cái điểm E này nằm ở đâu trên cái coordinate plane? Là trên mặt phẳng tọa độ này này. E nằm đâu? Chúng ta vừa mới vẽ xong là nó nằm trên cái trục X này. Vậy chúng ta chọn mặt phẳng số mấy? Một được không? Một được không? Không. Vậy thì nó thuộc cái nào? Thuộc trục nào? Chúng ta chọn là nó thuộc trục X nhé. Thuộc trục X thì chúng ta thấy là Y nó luôn luôn bằng 0 và X khác 0. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn là bạn Lam? Lam Anh? Bạn nào đồng ý với Lam Anh là X axis? Rồi, thầy check nha. Các bạn đồng ý. Rồi. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Bảo Nguyên. Tương tự như vậy, nó chia thành 4 mặt phẳng 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta xem coi cái tọa độ 4, 3, 1 phần 2 thuộc mặt phẳng số mấy? Bảo Nguyên. Mặt phẳng số mấy? Dạ, số 4. Vậy? Không, số 4. Tức là nó phải nằm bên này. Rồi 3, 1 phần 2 nó nằm đâu đây này? Chúng ta chiếu xuống. Dạ, dạ, 1. Này là 4, này là 3, 1 phần 2. Vậy thuộc mặt phẳng?
Đúng mấy? Số 1, số 1. Mời bạn Lâm, Lâm Giang. Lâm Giang đâu? Lâm Giang. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái tọa độ này nó thế nào? Nó nằm ở đâu đây? Mặt phẳng số mấy? Trừ 5 yeah. Tức là phải nằm bên trái. Rồi 7 chúng ta dựng lên đây. Rồi chúng ta chiếu xuống. Thì cái tọa độ A này, chỗ này bằng 7, chỗ này là trừ 5. Vậy nó thuộc mặt phẳng số mấy? Số 2. Số 2. Thì chúng ta xem coi nó có đặc điểm là gì đây. Điểm A này nó có tọa độ ớt thì thế nào? Rõ nào? Tọa độ ớt nó là âm dương hay zero? Rõ nào? Làm gì nào? Positive là dương, negative là âm. Rõ nào? Hả? Chúng ta thấy cái tọa độ ớt này nó âm rõ ràng không? Vậy thì chúng ta nói là cái tọa độ ớt này nó là negative hay là positive? Giang? Thầy mời bạn Quang Khải. Chọn cho thầy xem. Dạ thầy. Cái ớt này chúng ta chọn cái nào? Positive hay negative? Nega. Nó là số âm mà. Negative. Và tọa độ Y thì nó là gì? Dương âm. Cái nào Quang Khải? Dạ thầy Foxy thầy. Positive. Và nó thuộc cái mặt phẳng số mấy? Dạ mặt phẳng số 3. Nhầm này coi. Trừ 5 chỗ này là 7. Mặt phẳng số mấy? Dạ số 2. Số 2. Current show. Nhớ nhá, Đình An. Đình An. Đình An, Văn An. Đinh Văn An. Trả lời cho thầy biết, cái này nó cho ớt âm hay dương? Trả lời âm. Negative x coordinate là cái tọa độ ớt này nó âm. Còn dạ. Y thế nào? Dạ, y là không phải không. Y là khác không. Được chưa? Not zero tức là khác không đấy. Bây giờ chúng ta xem coi là cái điểm E nằm ở đâu thì thỏa mãn là tọa độ nó, cái ớt này nó âm này. Chúng ta thấy là dạ, chúng ta lấy cái điểm này trên cái vùng thầy mới vẽ đấy. Bất cứ điểm nào thầy chiếu xuống có phải ớt nó luôn luôn âm không? Dạ là quát răn. Dạ quát răn. Quát răn ba. Two và three. Được chưa? Hai cái đó. Và chúng ta nói là y nó phải khác không? Tức nghĩa là nó có được phép nằm trên cái đường thẳng này không? Dạ hẳn về trên không mòn gì không? Nếu mà cái điểm đó nó cũng nằm trên cái này thì sao? Thì có được không? Dạ không, tại vì là không phải là khác không. Nếu nó nằm trên cái đường này, chúng ta chiếu xuống chúng ta thấy y nó bằng không rồi. Nên chúng ta không được lấy nằm trên trục x, mà chúng ta chỉ lấy cái current 2 và 3 mà thôi. Đấy, chọn câu nào đây? Câu nào? Ta đã chọn câu 2 nhưng có B C này. B và C, mặt phẳng 2 và 3. Rồi, tương tự như vậy các bạn à. Các bạn lựa chọn mặt phẳng cho thầy nhá. Tương tự như vậy thôi, các bạn về nhà chịu khó luyện tập. Rồi bây giờ thầy sang cái tính khoảng cách này các bạn. Hôm nọ chúng ta cũng tính khoảng cách rồi, chúng ta đếm rồi. Nhưng mà có thể khoảng cách này nó khó hơn tí thôi. Rồi thầy mời bạn Bảo Châu. Bảo Châu. Yeah. Ở đây người ta nói là vẽ mấy điểm? Dạ, 2 điểm. 2 điểm mà tính từ B thì nó cách mấy đơn vị? Dạ, 8 đơn vị. 8 đơn vị. Và nó có cùng cái gì đây?
Dạ cùng cái x. Cùng tọa độ x của điểm nào? Dạ của điểm B. B rồi. Vậy thì cái điểm đó nó phải cùng tọa độ với điểm B, tức là nó phải nằm trên cái đường này này. Thì khi chiếu xuống trục x này chúng ta mới thấy là nó có cùng tọa độ x nha. Rồi, mà bây giờ nó cách B là 8 đơn vị, vậy thì từ B này chúng ta đi lên hay đi xuống? Dạ đi lên. Rồi, vậy là chúng ta vẽ nha, chúng ta lưu ý này, từ B này đi lên mấy đơn vị? Dạ 8. 8 đơn vị. 8 đơn vị. Rồi. Bây giờ cũng từ B này chúng ta tìm một cái điểm nằm trên đường thẳng đó mà cách B là 8 đơn vị, đi lên đi xuống? Dạ cũng đi dạ đi xuống. À, đi xuống mấy? Dạ 8 đơn vị. À, chúng ta nhìn vào đây. Chúng ta so sánh nha. Nó phải cùng nằm trên cái đường thẳng này cho thầy. Đấy. Và chúng ta thấy cái khoảng cách từ đây đến đây này, nó bằng từ đây đến đây, đúng bằng 8 đơn vị luôn. Vậy là chúng ta chấm được hai điểm ở đây cho thầy. Chúng ta chấm hai điểm này. Thôi chúng ta phết vào là chúng ta tính ra được cái distance của nó. Thầy có thể luyện tập thêm một lần nữa để cho các bạn kỹ hơn. Một lần nữa. Thầy kiểm tra xem. Thầy mời bạn Đức Khang. Đức Khang đâu? Đức Khang. Dạ. Ở đây người ta cho chúng ta điểm x có tọa độ là mấy? À, điểm x có tọa độ 3,3. 3,2. Vậy là chúng ta phát họa ra. Chúng ta thấy là tọa độ x là bằng 3. 1, 2, 3. Vậy nằm đây. Y là bằng 2. À, chúng ta chấm ở đây. Chúng ta được tọa độ điểm x này. Tọa độ điểm Y là mấy? Là 3 với là trừ 8. Cũng x bằng 3 luôn. Nhưng mà nó xuống đây nó là trừ 8. À. Thì chiếu xuống đây thì nó bằng trừ 8. Chiếu xuống đây là nó bằng 2. Chiếu xuống đây là nó bằng 3. Đây, thầy có tọa độ x là 3,2. Và là một cái điểm người ta cho chúng ta nằm đây là 3 và trừ 8. Yêu cầu làm gì đây? Khoảng cách. Tính khoảng cách từ đâu? Từ x tới y. Giờ tính khoảng cách tính sao đây? Từ x đi, tức là khoảng này là bằng mấy? Dạ khoảng đó là 2. Rồi chúng ta tính thêm một đoạn nữa. Từ đây đến đây là mấy đây? Dạ 8. À, bằng 8. Tức nghĩa là chúng ta thấy từ 0 đến trừ 8 là khoảng cách bằng 8 đấy. Thì hôm nọ chúng ta học chi tuyệt đối của trừ 8 là mô tả khoảng cách này. Là từ 0 đến trừ 8 là thầy ghi chi tuyệt đối của trừ 8 là khoảng cách. Thầy có nó bằng 8 này. Rồi cái này khoảng cách này là chi tuyệt đối của cái tọa độ 2 này. Nó bằng 2. Vậy thì khoảng cách tổng cộng là bằng mấy? Dạ bằng 10. Bằng 10. Đây này. Nó bằng 10. Rồi mời bạn Minh Khôi. Minh Khôi đó. Dạ. Nó cho tọa độ M rồi. Cho tọa độ M nằm ở đâu? Bao nhiêu? Là 6. Trừ 6. Từ 6 và 6 với M nằm đây đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, chúng ta đã có tọa độ đó là M. Và người ta hỏi cái nào cách M này mấy đơn vị? Hình như là B. Cách 5 đơn vị từ M. Thì chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta thấy là B này cách 5 đơn vị. Còn A này là cách mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Đếm có 7 không? Từ đây là 6 rồi. Thêm 2 nữa là 8. Phải không? 8. Còn cái này là 5. Rồi. Còn cái C thì nó quá xa rồi. Chúng ta không tính được. Chúng ta chưa học. Vậy chúng ta đoán là chọn điểm nào? Điểm B. Điểm B. Chúng ta chọn điểm B. Thầy mời Đình Nguyên. Đình Nguyên.
Bây giờ vẽ tọa độ mấy đây? Âm 8, 7. Âm 8 này. Lên 7 này. Thầy vẽ sẵn. Đúng chưa? Dạ. Rồi, cái này là 5. 5, 7, lên 7. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tính cái gì đây? Tính cái độ xa x2 tầm mấy? Thế thầy là 8 này đúng không? Đây là mấy nữa? 5. 5, vậy đó là mấy? 13. Rồi, chúng ta tính ra được là 13. Mời Nhật Minh. Nhật Minh. Dạ. Chịu khó làm bài nha Minh. Chăm chỉ hơn giúp thầy nha. Rồi, tọa độ bao nhiêu đọc đi. À, âm 6 và 8. Âm 6 và 8. Đúng chưa? Dạ, rồi. Rồi, cái kia là mấy? 0 và 8. 0 và 8. Sang trái, sang phải? Dạ, sang sang phải. Sang phải mấy? Sang phải 8. Vậy đúng không? Dạ. Có phải ít nó bằng 0 không? Tôi yêu cầu vẽ tọa độ ít bằng 0. Mình nằm đây thì ít bằng 8 rồi. Vậy thì bắt buộc nó phải nằm ở ngay góc này thì ít bằng 0. Sau đó chúng ta di chuyển lên thì chúng ta mới được cái nằm bằng 8. Hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi khoảng cách nó bằng mấy? Bằng mấy đây? Dạ là 6. 6. Chúng ta phải lớp hết sức là lưu ý nha. Rồi Dũ. Dũ đâu? Dạ. Rồi bây giờ người ta cho chúng ta điểm A rồi. Biết vẽ hai điểm cắt A mấy đơn vị đấy? Mấy đơn vị? Dạ, ba. Ba đơn vị. Và nó phải có tọa độ gì? Cùng tọa độ gì đây? Dạ. X coordinate. Cùng tọa độ x. Vậy thì bắt buộc cái điểm đó nó phải nằm trên đường này, nó mới cùng tọa độ x của điểm A, đúng không? Rồi bây giờ mình vẽ làm sao để chúng ta cắt ba đơn vị đấy. Từ A này lên đi xuống. Là lên. Lên mấy đơn vị? Lên ba. Lên ba. Rồi, cái điểm còn lại vẽ sao? Lên đi xuống. Dạ là. Đó. Xuống. Nó phải khác nhau nha. Nếu đi lên thì nó trùng rồi, nó cần vẽ tới hai điểm là nó đi lên rồi, giờ mình phải làm gì? Xuống. À, đi xuống ba đơn vị. Rồi chúng ta quan sát lại xem. Nó có cùng tọa độ chưa? Cùng tọa độ x chưa? Cùng chưa? Cùng x bằng 5 nè. Ba điểm này đều có tọa độ x bằng 5. Nó gọi là same x coordinate. Và nó cắt ba đơn vị, cắt A ba đơn vị, đếm rồi, ba ô, đấy ba ô. Vậy là chúng ta đã vẽ hoàn chỉnh xong. Bạn Lam Giang, Lam Giang đâu? Mời ông ấy phản hồi. Lam Giang đâu? Giang? Dạ, dạ, dạ. Cho điểm H là bằng mấy đây? Tọa độ là mấy? Dạ 2 và âm 7. Rồi, x bằng 2. X bằng 2. Y bằng âm 7 chạy xuống đây. Rồi, thầy vẽ chỗ này là âm 7. Chỗ này là 2. Đúng chưa? Bây giờ chọn. Dạ. Chọn tất cả những điểm sau. Cắt. Cắt cái điểm H này là mấy? Mấy đơn vị? Cắt mấy đơn vị đấy? Dạ 7. À 7. Bây giờ chúng ta xem cái câu trả lời cái tọa độ này là mấy đây. X bằng trừ 7 y bằng 7. Tức là cái điểm nó nằm đây này. Trừ 7 với trừ 7. À thầy xin lỗi. X bằng trừ 7 y bằng 7 đó, nó nằm trên, thầy xin lỗi. Nằm trên nha. Thầy xóa dưới đi. Vẽ nhầm.
Vậy là chúng ta có chỗ này là cái x này này bằng chữ 7 này, y này bằng 7. Vậy cái điểm này nó có cách cái điểm H này 7 đơn vị không? Giang? Yeah. Dạ. Yeah. Có cách không? Chúng ta xem cái khoảng cách mà 7 đơn vị đấy thì nó cỡ nào? Nó đang là trừ 7 nó về đây thì chúng ta sẽ thấy cái độ dài này này. Độ dài này là 7 đơn vị. Nếu nó cắt xuống cái điểm này thì nó cũng là 7 đơn vị, mà trong đó H nằm mãi đây này. Nếu mà H nằm đây thì nó cũng đã lớn hơn rồi, nó tới mười mấy đơn vị. Mà nếu mà nó về đây thì nó còn lớn hơn 14 nữa. Tức là cái khoảng cách này rất xa. Vậy thì có thỏa mãn là cắt 7 đơn vị này không Giang? Có. Trả lời Giang, có không? Dạ, không. Không, đúng rồi. Độ lớn nó bằng 7 đâu mà. Vậy thì cái này nó rất là dài thì làm sao mà thỏa mãn là 7 được. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái trục x này. Tức nghĩa là từ đây đến đây. Từ cái điểm này tới trục x này nó có bằng 7 không? Có không? Dạ. Đoạn này có bằng 7 không? Đây là zero này. Nó có bằng đoạn này không? Có bằng 7 không? Bằng không Giang? Không. Có không? Trả lời có không? Từ đây đến đây có. Tại vì từ đây vặt nó là trừ 7. Đây là vặt zero mà. Vậy độ lớn của nó là chỉ đối của trừ 7. Chính là bằng 7 còn đi nữa. Vậy là khoảng cách từ điểm H này cho đến trục x này bằng 7. Vậy thì câu B có thỏa mãn không Giang? Có không? Dạ. Có. Rồi. Bây giờ chúng ta xét một điểm nữa. Tọa độ là x bằng trừ 5. Trừ 5 y bằng trừ 7. Được không? Dạ. Được không? Trừ 5 y bằng trừ 7. Thì cái điểm đó từ đây đến đây có bằng 7 không? Có bằng không? Dạ. Chúng ta thấy là từ trừ 5 đến đây nó đã bằng 5 rồi. Độ lớn nó bằng 5 rồi. Cộng thêm cái độ lớn hai nữa tức là bằng 7. Vậy thì khoảng cách này nó bằng nhau này. Vậy thì chúng ta cũng biết được cái này nó cũng cho cách điểm H là 7 đơn vị. Vậy chúng ta có câu B và câu C nha các bạn. Chúng ta về chúng ta nhẩm là sẽ ra ngay. Rồi chúng ta còn câu cuối cùng chúng ta nghỉ. Mời bạn Bảo Châu. Bảo Châu đâu? Bảo Châu. Bảo Châu đâu nhỉ? Rồi, mời bạn Đình Nguyên. Đình Nguyên. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái tọa độ điểm M này là mấy đây? Âm 4, âm 6. Âm 4, âm 6 là nó nằm đây. Rồi, âm 4, âm 6. Đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái tọa độ này là điểm M. Thầy chấm ở đây. Ngay đây gọi là trừ 4 và trừ 6. Thì ta hỏi điểm nào cắt điểm M này 4 đơn vị. Điểm nào? B. C. A, B, C có đúng không? Không đúng. Vậy thì chúng ta còn trục x và trục y nữa. Trục y. Trục nào? Y ạ. Chúng ta thấy so với trục y thì nó cắt là 4 đơn vị này. Còn nếu mà nó so với trục x là cắt mấy? 6. 6 đơn vị. Đó. Vậy là chúng ta chọn trục y rất dễ dàng. Nếu mà chúng ta chịu khó để và chúng ta làm tốt nha các bạn. Rồi, hôm nay thầy dừng ở đây nha các bạn.